thì dư ở đây nghĩa là dư thừa, và mà anh ở đây nghĩa là tình anh em bằng hữu. Ba mẹ em sinh ra mong muốn là để thành công được là phải dư anh em bằng hữu. Và chữ khoa ở đây nghĩa là sao? Chữ khoa đây dùng cái từ ngữ rất là hay, nghe thủng khoa, đăng khoa thì rất là đẹp đúng không? Nhưng mà mấy chị nữ đừng gọi khoa là thủng khoa. Đúng không? Nhưng mà mình giới thiệu vui cho các anh chị nghe thôi. Thì ở đây cũng có nhiều anh chị lớn tuổi thủng khoa. Thì hôm nay khoa xin phép là xin là mình và kêu mọi người tất cả là các bạn cho mình dễ xưng hô đâu ạ. Ai cho phép khoa xin nhờ chị là tối nè. Cảm ơn các anh chị nhiều nha. Thì khoa là người ở Cần Thơ. Mọi người ở đây ai là người miền Tây? Mình đồng hương nhiều quá. Khoa là người ở miền Tây. Thì nói chung là gia đình khoa cũng không có mà khá giả. Thì ba của khoa là thợ may. Thì ông ngồi may á, các bạn biết ngồi may đúng không? May đồ á, thì ngồi từ sáng tới chiều. Từ khoa khi còn nhỏ ba mẹ chỉ ra đường, ba khoa chỉ ra đường khi mà khoa đi học thôi. Có những cái xe nhỏ, xe đạp với mẹ chở khoa đi học thôi. Còn mẹ khoa thì vừa may đồ, vừa bán đậu hũ ở Bến Ninh Kiều. Bạn nào ở miền Tây sẽ biết Bến Ninh Kiều đúng không? Thì mẹ khoa là nhiều bán đậu hũ Bến Ninh Kiều. Thì các bắt đầu công việc á là từ 4 giờ sáng. Và mẹ khoa bán tới khoảng 12 giờ. Và sau 12 giờ khoảng 2 giờ mẹ khoa tiếp tục đi mai tiếp. Mai tới khoảng 9-10 giờ là mẹ khoa nấu đậu hũ tới khoảng 12 giờ 1 giờ mẹ khoa. Và liên tiếp như vậy. Nên là ngay từ nhỏ khoa là nuôi nấu một cái ý định là mình cố gắng mình tự lo cho bản thân mình, phải tự lập. Không nào mà nhiều giống hơn mẹ. Bởi vì nên là mình luôn cố gắng để làm cái điều đó. Và cũng vô tình là khi mình lên Sài Gòn mình học được lớp thiên nhiên như các bạn ở đây, như các anh chị ở đây, thì cũng là cái lớp 2 ngày như các anh chị ở đây luôn đó. Thì khoa cũng học sau lúc đó khoa cũng không biết gì chứ, cũng là một thanh niên mới ra trường, còn mặt còn non trẻ lắm, cũng không biết làm gì hết. Ra đây học lớp thiên nhiên rất tuyệt vời, khoa không biết kinh doanh gì luôn. Thầy nói là cũng chọn sản phẩm mà cũng không biết kinh doanh luôn. Lúc đó là thầy chưa dạy bài này, tức là khoa chọn đại đi, thầy nói chọn đại một cái gì đó đi. Khoa cũng tìm bán bao cao su như thế này. Mà đặc biệt là đi bán được cũng đi ra công viên bán nhà này luôn. Cầm chiếc chiếc cái bao cao su đi bán cho anh chị, các anh chị luôn. Các anh chị tin rồi. Em nói được. Sau đó phải chọn cái viên nén và bán bánh. Như thầy thì nói là chọn cái gì mình thích đi. Chứ gì mình thường ăn nhiều mình thích. Khoa thì con trai em thích gì nghệ thuật chút xíu. Thì phải chọn lại cái sản phẩm bánh ngọt. Và cái tên dự án mình là gọi là buy and eat. Buy là mua, eat là ăn. Thì nghĩa là mình sẽ tự động đơn giản hóa mọi thứ cho nó tự động hết. Cái suy nghĩ thôi, lúc đó cũng chưa biết làm, ý tưởng là như vậy đó. Nhưng mà thật chất thì chỉ là một website bán online thôi. Ai mua thì đặt hàng, giao hàng thôi. Và mình cũng cứ chạy quảng cáo. Hơn đó mình đã biết chạy quảng cáo rồi. Và cứ chạy, cũng có đơn hàng. Mà cũng có đi giao hàng nhiều lắm, ngày nào cũng thấy đi giao hàng từ sáng tới tối đó. Mà cuối 3-4 tháng trời xong mình quay lại là không có tiền nhiều từ lời. Lời được có mấy chục ngàn. Tiền đâu đi hết rồi. Đi vô quảng cáo đó. Cái bắt đầu mình nghiệm lại. Lúc đó mình cũng ngồi mình suy nghĩ nhiều lắm. Tại mình thích suy nghĩ mà. Cái ngồi mình suy nghĩ hoài, cái không làm nữa, cái ngồi mình suy nghĩ. Tại lúc đó vẫn còn đi học, cứ đi học mình ngồi mình suy nghĩ thôi. Suy nghĩ. Cho đến một cái ngày nào đó, có cái âm thanh đánh thức mình dậy. Đó là cái âm thanh gõ cửa của bà chủ nhà. Cốc cốc cốc. 2 tháng tiền nhà chưa đóng hay con? Hết hồn. Ủa, mình đang suy nghĩ gì vậy? Thời gian mình đã trôi qua rất lâu rồi. Bắt đầu mình lúc đó mình phải tìm cách. Và vô tình đó có một người bạn tính tính, bạn rất thân với mình, nó có Thầy Duy cho biết. Bạn vô tình bật một clip của Thầy Duy kể câu chuyện một cái chị kia. Chị đó, chị nhờ không quên nè. Và chị đó tối đi bán nem, buổi tối là cái quán nhậu. Và buổi sáng chị làm công ty mỹ phẩm. Đó. Thì tối chị đã bán được 300 ngàn, những cái ghi nhiên cái thầy nói như nè. Đó. Và buổi sáng chị làm công ty mỹ phẩm. Và sau vài năm mà chị giờ rất thành công. Và chị không còn đi bán nữa, chị rất là giàu có. Và khoa nghe câu chuyện rất là cảm hứng. Ở đầu mình hành động ngay. Và cái sản phẩm đầu tiên mình đi bán đó là mấy anh chị biết gì không? Mình đi bán quán nhậu thì cái sản phẩm đầu tiên mình bán là theo các chị là gì? Ai nói đậu phộng? Chính xác đậu phộng. Y hệt khoa luôn. Và kết quả là khoa ngày đầu khoa bán rất là tự tin. Bán gần mình tự tin là mình đã mới bán hàng rồi, mình đi bán xôi chiên rồi, mình rất là tự tin. Cầm ăn thử đậu phộng của em. Anh này là còn vui vẻ đó, chứ khách hàng này ta lắc đầu ngay à. Nó không kịp nhìn mình luôn. Mà mình rất là sốc. Và sau cái ngày đó luôn, bữa đầu mình đi bán luôn. Đốt với anh chị bán được bao nhiêu bữa đầu không? Gần đúng rồi chứ. Được 3 bữa. Doanh thu chỉ được khoảng 40 ngàn. 40 ngàn doanh thu. Mà mình đã nghĩ không? Đậu phộng
là nó rẻ, 25 ngàn bịch thôi. Mà khách hàng có nhu cầu không? Đúng không? Mọi người có nhu cầu đúng không? Đó, đó cũng là cái tư duy mình kinh doanh, mình khởi nghiệp thôi. Có nhu cầu, rẻ, nhưng mà tại sao mình bán? Mình vẫn rất là vui vẻ, nhiệt tình, vui vẻ khách hàng, rất là vui vẻ, rất là vui vẻ, nhưng vẫn không bán được thiệt. Vậy cái mấu chốt này là gì? Tại vì vào đấy người ta dùng cái sản phẩm còn là cái đặc trưng của cái quán đó, chứ người ta không có cần cái dùng cái xe đậu phộng nữa. Nên người ta đang mua. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, mình cũng suy nghĩ với các chị luôn. Cho đến khi mình hiện tại bây giờ mình đang hỗ trợ một số các bạn bán hàng ở dưới, cũng bán ở quán nhậu, cũng làm như cái mô hình của thầy, là bán được trung bình là khoảng 5 đến 1 triệu ngày, là 4 tiếng, 3-4 tiếng đó. Nhưng mà bán cái sản phẩm này là cực kỳ lạ luôn. Cái nghĩa là sao? Bán bánh. Các chị biết bánh ngọt không ạ? Bánh ngọt. Bánh ngọt mà bán trong quán nhậu, thấy nó phi lý không? Nhưng vẫn bán được. Nhưng anh ấy là anh bán bánh dừa đúng không? Đúng rồi. Em cũng từng bán bánh dừa nha. Và cái đỉnh điểm của em bán được á là khoảng 68 bịch bánh dừa, bán tới 2 giờ sáng. Là lợi nhuận đâu đó khoảng gần hơn 1 triệu rưỡi đúng không anh? Đúng rồi. 24 ngàn một lời nhuận nhân cho 68. Đúng rồi. Đúng không? Chính xác đó. Đúng rồi. Đó. Và sau khi tại vì lúc đó em có cơ hội gặp được một cái anh đó là anh Bình. Và chiều nay thầy chia sẻ anh Bình cho cái anh chị nghe. Đó thì anh chia sẻ cho mình cách bán hàng như thế nào. Lúc đó mình cũng học, mình cũng nghiên cứu, đọc nhiều sách đó. Mình cũng tính hết học hỏi đó. Mà mình chưa có thực tế. Và khi mình ra anh bán rồi đó, mình sắp mặt rồi đó, mình biết thực tế bán hàng là như thế nào đó. Và khi đó mình mang virus ra được rất là nhiều. Vậy giả sử đi, đó, giống như mình bán đậu phộng đi, hoặc là những quà cóc xoài đi, cóc đây, xoài đây. Các anh chị thường như thế nào? Không mua đúng không? Nhưng anh Bình kể câu chuyện về bà bán giấy số rất là tuyệt vời. Chào chị Dĩ Thương. Chị cười thấy phúc hậu ghê. Là tự động người mình chưa kịp chào hàng gì trên, họ đã có kết nối nhẹ với mình đúng không? Họ cảm tình. Thì còn bên mình còn kết nối sâu hơn nữa. Có những bạn như bạn hai mấy bạn ở dưới đó là mình hỗ trợ bán hàng. Là người ta cái người khách hàng á là phải là kêu bạn về làm công ty họ đi, họ trả lương 10 triệu, 20 triệu cho. Đó. Nghĩa là họ kết nối mà trả một người bạn của khách hàng luôn. Chứ không chỉ là bán hàng nữa. Các chị hiểu không ạ? Thì hiện tại thì bây giờ Khoa đang là một cái admin, là một cái admin của group sinh viên khởi nghiệp. Cái group này thì là khoảng gần 30.000 thành viên rồi. Thì cái nhóm Khoa là nhóm chính là khoảng 5 người. Thì hiện tại là bên mình đang kinh doanh về Amazon, kinh doanh bán hàng trên Amazon, bán các sản phẩm ở bên Mỹ. Một số anh chị đây có thể là chưa biết. Thì bên cạnh đó là mình có một cái group nhỏ là hành trình tự lập, là cũng giống như thầy đây, là 4 tiếng để mình tự lập, tự đứng trên đôi chân của mình, tự bán hàng, tự có tiền, tự trang trải cuộc sống của mình. Đó. Và cũng có nhiều bạn, mình phải có 40 bạn rồi. Trong nhóm mình là phải có 40 bạn là trong nhóm hành trình tự lập. Là trung bình ít nhất mỗi bạn bán kiếm được 300 ngàn một đêm. 300 ngàn nghe nó rất ít đúng không? Nhưng mà nhân cho 30 ngày là 9 triệu rồi. Anh chị đây ai mà làm 4 tiếng được 9 triệu rồi? Cảm ơn anh chị nào trên đây mà mình đang có thu nhập trên 20 triệu với ta đây. Anh trên 20 triệu. Rất ít người đúng không? Đó. Nhưng có một số bạn trong nhóm hành trình tự lập ta có thu nhập 20-30 triệu. Con số nghe rất là phi lý, nhưng khi có cách mình phải làm được. Chị thấy thú vị không ạ? Thú vị. Thì chiều á thầy Duy chia sẻ thêm về cái điều đó. Thì Khoa chỉ lên kể câu chuyện sơ sơ như vậy thôi. Đó, còn anh chị nào mà ở Khoa có hai cái bạn trong nhóm của Khoa cũng tham dự. Thì em bán nhiều nhất là được bao nhiêu tiền Khoa? Trong bao nhiêu tiếng? 4 tiếng đồng hồ. Bạn cho anh Khoa kèm cổ tay. Không bán hàng trên quán nhậu. Bán dạy. Là ngày nào cũng quán hết, tất cả các bạn ngày nào cũng quán. Là cái doanh thu á. Dạ, doanh thu trung bình đó là khoảng là 500.
Còn bạn nào mà kiểu như là tại vì chị biết đó, không phải ai cũng bán hàng được, hiểu không? Có những người hướng nội, có những người mà em vô á, tên hỗ trợ là bạn hướng nội, bạn rất là ít nói đó, mà khi bạn nói nhiều thì bạn không biết nói gì luôn đó, nên là doanh số bạn sẽ thấp khoảng 100-200, nhưng 100 ngàn thôi, cái chị hiểu không? Nhưng 100 ngàn thôi là thấp nhất, nhưng mà 30 ngày là bao nhiêu tiền? 3 triệu đúng không? 3 triệu mình đi làm chứ bao nhiêu lâu mới được 3 triệu? Nếu là sinh viên thì em làm 8 tiếng 7 tiếng mới được 3 triệu, mà cái công việc này lại nâng cao kỹ năng. Thì xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe phần chia sẻ của anh. Bạn Khoa rất là tuyệt vời. Cho Khoa để bàn tay được lớn lên đi các bạn. Đừng có mất các bạn rồi. Rất là bản lĩnh. Quá giỏi. Vậy thì bây giờ mọi người muốn liên hệ với em thì sao? Thì tại hiện tại bên em cũng đang có nhiều việc á, nên em không có nhiều thời gian. Dù là chị muốn liên hệ thì liên hệ hai cái bạn ở bên dưới. Thì hai bạn là cho cái Facebook đi. Cho cái bay hay cái số điện thoại. Facebook của em á. Facebook số điện thoại cho mình. Có một group rất là nhiều, có rất là nhiều bạn nhỏ lắm. Quan trọng là chịu làm thôi. Rồi, ok, các bạn khoa ràng khoa tay được lớn, ok. Lớn nữa các bạn ơi, lớn nữa.